Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Thầy xin chào tất cả các bạn. Ờ, bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn uh, tuyển tập đề thi học sinh giỏi quốc gia của Bộ dục và đào tạo ở các bạn nha. Uh, từ năm 2006 tới bây giờ các bạn. Thì cái tuyển tập này hàng năm thầy đều cập nhật uh, những đề mới nhất cho tới hiện tại các bạn nha. Thì để tải nó, để tải cái tuyển tập đề thi này nè. Thì bạn cứ vào cover của thầy đó. Có đầy đủ các năm luôn, thầy đóng thành một cuốn cho các bạn để bạn tải về bạn in nha vào cơ vờ tải cho thầy ở cái tuyển tập để theo theo dõi này ở các bạn nha thì ở những cái video phía trước các bạn thì chúng ta đã hoàn thành những đề dưới đây nè đây ở chúng ta đã đề hoàn thành đề năm 2006 bản A các bạn nha và năm 2006 bản B các bạn nha đó bản B nè rồi thì bây giờ đó thầy và các bạn sẽ làm cái đề năm 2007 các bạn nha. Thì đề thi học sinh giỏi quốc gia các bạn nó khó lắm các bạn. Thầy cứ đi từ từ để làm quen với nó dần dần sẽ nghiên cứu tìm hiểu uh, hướng dẫn uh, cho các bạn nha. Thì những cái đề thi học sinh giỏi quốc gia những năm đầu các bạn nó dễ lắm. Uh, các bạn thi chuyên Anh á tham khảo đi thi vẫn tốt các bạn nha, cực kỳ tốt luôn. Còn các bạn mà thi học sinh giỏi quốc gia á, thì những đề thi này hiện tại nó hơi quá dễ với các bạn. đó thầy nói trước để các bạn khỏi tốn thời gian các bạn theo dõi ở à, các bạn nha. À, những đề mới á, nó cực kỳ khó luôn chịu không nổi các bạn thầy cứ đi từ từ tà, tà bởi vì thầy thấy nó khó quá cần thời gian để mà hấp thụ nghiên cứu hướng dẫn cho các bạn mỗi đề thi thầy chỉ cho các bạn đều à, tra google vân vân, vân mọi thứ ở à, các bạn nha. bây giờ chúng ta sẽ làm cái đề thi này các bạn nha à đây 2007 nha. Nhìn sơ phần nghe nè thì bạn thấy rằng ngày xưa thi phần nghe như vậy thì nó hơi dễ các bạn nha. Ngày xưa phần nghe này thì chỉ ở mức độ gọi là B1 B2 các bạn nha. Đó là ngày xưa các bạn. Giờ này thì phải là C1 C2 các bạn nha. Bạn nào mà nhìn những cái đề thi mới nhất bạn thấy rằng phải là à, CAE CPE và IELTS các bạn nha. Đó. Đây là phần nghe ngày xưa nó hơi dễ À, nhưng mà ngày xưa các bạn không thể so sánh bây giờ được các bạn Ngày xưa công nghệ internet đồ Không có các bạn à, Muốn có một cái file nghe Tiếng Anh cũng khó lắm các bạn Thông thường ngày xưa là dùng cassette Bạn nào biết là cassette á, à, Mua cái file nghe mà Nghe cassette Không phải MP3, MP4 quá trời bây giờ à, Tiếp cận tài liệu như bây giờ đâu các bạn Ngày xưa vất vả Vì vậy rằng cái đề thi này ở ngày xưa Là khủng hoảng Khủng hoảng các bạn Đó À, bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài này các bạn nhé Chúng ta sẽ làm cái phần này thì ở trong câu số 1 các bạn nha không khí nước à, không khí thức ăn và nước thì cái gì đó đối với loài người thì ở chỗ này bạn có câu a nè à, không thể nào chối cãi không thể nào phủ nhận hoặc là chắc chắn Còn câu B các bạn chữ này là mang ơn chịu ơn biết ơn, À, câu này Không thế nào phủ nhận chắc chắn nó không hợp nghĩa các bạn. Ở đây bạn chọn thầy câu D nè. Lý do là hợp nghĩa các bạn. ở à, các bạn có B nè is indispensable to nè là cực kỳ quan trọng đối với con người, không thể nào mà thay thế được ở đối với con người à các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ chọn câu số 16 là chọn câu D ở à, các bạn nha. Rồi chọn thầy câu D nè. À, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo ở à, các bạn nhé câu tiếp theo chính là câu số 17 các bạn câu số 17 thì ở trong câu số 17 này một số bạn quan sát nè quyết định của tòa án được xem như là cái gì đó với quyền lực của họ thì ở trong câu này các bạn có một cái collocation các bạn bạn nào biết được cái collocation này thì sẽ dễ dàng làm ở cái câu này ở các bạn nhé đây chính là collocation các bạn của chúng ta nè Thì quyết định của tòa án Thì thật sự là một cái cú Sốc Một cái cú choáng Đối với quyền lực của họ Ý nói rằng là một cái sự làm trao đảo Làm choáng Xin chúc mừng bạn nào Chọn cho thầy cái chữ này nha Đây các bạn có từ xin Hoặc là từ uh, Không nha Rồi ở đây người ta dùng cái từ bị động các bạn và các bạn có come as a major. B các bạn nè. Đó. À, tụ nha. Một cú sốc. Một cú choáng Với cái quyền lực à, uh, của họ. và các bạn nha. À, chúng ta sẽ chọn câu B. Bởi vì nó chính là collocation. Các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 18 các bạn. Câu số 18. Thì ở trong câu số 18 này, người ta kiểm tra các bạn á, là indie cái gì đó. Oh, à, nè. Đó, chữ nào sẽ đi với cấu trúc này là in đi cái gì đó ờ, thì cái gì đó của cái sự lãnh đạo rõ ràng cái sự nổi loạn sụp đổ ờ, bạn hay học lịch sử bạn thấy đó người lãnh đạo qua đời mất đi thì cái sự nổi loạn cái quân khởi nghĩa nổi loạn sụp đổ ý câu này là vậy ờ, các bạn nha, ý câu này là vậy thì mình không có in the of ờ, các bạn chúng ta không có in the lack of các bạn nha rồi ở các bạn cũng chả có in the vacancy of ở các bạn nha rồi mình không nói vậy cái từ bốn chữ này các bạn chữ nào nó cũng mang ý nghĩa là thiếu hụt hoặc là trống hoặc là không có các bạn thì ở trong uh, câu b nè uh, các bạn có câu b đó chữ này thì nó đi với chữ from các bạn nó mang ý nghĩa là bỏ sót bỏ trống from đó bạn thấy không chữ nào cũng mang ý nghĩa là không có thiếu hụt nhưng mà với cái cụm từ này nè thì các bạn chọn thầy câu c bởi vì chúng ta có in the absence of à, các bạn nha, chọn thầy câu c vì sự thiếu vắng sự lãnh đạo một cách rõ ràng à, đường lối mạch rõ ràng thì cái sự lãnh đạo ở cái sự nổi loạn này sụp đổ tóm lại chọn thầy cô c bởi vì chúng ta có in the absence of ở các bạn nhé câu số 19 các bạn câu số 19 chúng ta sẽ qua câu số 19 nè câu số 19 thì ở trong câu số 19 ở đây ở các bạn có một cái một cái idiom các bạn đây một idiom nè thầy sẽ chúc mừng bạn nào biết được cái idiom này nha biết được cái idiom này thì mới làm được cái câu này tương lai chính trị của cô ấy Giờ đây treo bởi một cái gì đó các bạn nè Rồi, treo bởi một cái cọng dây thừng à một cũng một cái cọng dây luôn các bạn. Thông thường là dây cứng lõi. Một à, sợi dây, một cộng sợi dây chỉ. Rồi tóm lại rằng câu D là thông thường là sợi dây thun các bạn, sợi dây đàn hồi, cái lò xo. So. À, ở đây chọn thầy câu C, lý do là idiom. Xin chúc mừng bạn nào chọn câu C nha tương lai chính trị của cô ấy giờ đây ngàn cân treo sợi tóc các bạn nha. Đó, treo bởi một cái cọng chỉ. Ngàn cân treo sợi tóc ý nói rằng một sự thay đổi nhỏ có thể sụp đổ các bạn nha. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ thôi. Làm có thể làm thất bại hoàn toàn nha. Thầy chúc mừng rất nhiều bạn. Rất là xuất sắc các bạn nha. Đã làm đúng quá trời câu luôn và làm rất là nhanh luôn các bạn. Làm rất rất là nhanh luôn. Trong câu số 20 các bạn. Giờ đây, đây là một cái gì đó trên cái câu chuyện tin tức chính mà chúng tôi đang tường thuật. Thì mình hay đọc báo nghe đài các bạn, ở à, nghe BBC á, người ta nói rằng ở à, bây giờ là update về cái thông tin. Rồi vậy thì chúng ta chọn cái update về cái thông tin các bạn. Ờ à, đơn giản rằng đây chính là thông tin thì mình chọn thay cái từ update À, các bạn nha. Còn bạn có cái từ upgrade là bạn nâng cấp máy móc, à, nâng cấp phần mềm máy móc nè vân vân nè. Còn bạn có cái từ upturn á nó mang ý nghĩa là một sự cải thiện mạnh mẽ, phục hồi à, à, của nền kinh tế hoặc là vân vân nha. Còn bạn có cái từ upshot nó gần tương tự nghĩa với cái từ uh, outcome các bạn là hậu quả là kết quả cuối cùng của một sự việc. À, các bạn nha nên chọn lại câu B nè thầy xin chúc mừng rất nhiều bạn luôn đã chọn câu B các bạn nha Chúc mừng rất nhiều bạn đã chọn câu B các bạn ở chúng ta sẽ qua câu số 21 các bạn nè thì ở trong câu số 21 này ở những trường đại học Oxford và Cambridge thì cái gì đó của giáo viên với sinh viên rất là cao thì ở trong câu này ở các bạn cẩn thận cho thầy nha các bạn cẩn thận thầy nè bạn nào mà quan sát được cái từ tu này nè thì bạn sẽ làm được cái câu này Bạn nào quan sát được Ở cái từ tu này nè Thì bạn sẽ dễ dàng làm được Ở cái câu này Ở các bạn nha Vì sao các bạn? À, chúng ta không nói The percentage of teachers to student Phần trăm của giáo viên với sinh viên Mình không nói vậy các bạn Mình không nói The percentage of A to B Các bạn nha Mình cũng chả nói The number of A to B à, Còn cái chữ này cũng vậy luôn các bạn các bạn thấy rằng người ta hay dùng là in proportion to các bạn. Chứ người ta chả dùng là the proportion of A to B. Tóm lại bạn chọn thầy câu B nè. Chữ này cũng tỷ lệ, chữ này cũng tỷ lệ. Nhưng câu B nó đi với chữ tu này các bạn nha. Đó, ở trường đại học Oxford và Cambridge thì tỷ lệ giáo viên với học sinh thì rất là cao. Tóm lại, chọn câu B. Ở các bạn nha. Câu số 22 các bạn ở trong câu số 22. Thì tôi một ít quan tâm gì đó các bạn nè. Ở cái cách mà cái luật mới này ảnh hưởng tới cái việc kinh doanh của chúng ta. Thì ở trong câu số 22 á, ở bạn có cái từ concerned. Đây là một tính từ. Thì khi mà bạn tra từ điển các bạn, thì bạn vẫn thấy rằng thỉnh thoảng người ta dùng với chữ for các bạn nha. Nhưng mà cứ thấy cái chữ này bạn ưu tiên thay cái chữ ở bao nè. Các bạn nha. Đó, cứ thấy ở ờ, cái từ concerned ưu tiên số 1 các thầy chữ ở bao còn nếu không có chữ ở bao thì bạn có thể nghĩ tới ở uh, cái chữ for ở uh, các bạn nha uh, uh, chúng ta sẽ qua câu số 23 này. tôi rất quan tâm về uh, lo lắng về liệu cái luật mới này ảnh hưởng tới cái việc kinh doanh của chúng ta như thế nào các bạn nha thầy chúc mừng rất rất nhiều bạn nha Bạn Ngọc, bạn Vũ Thành, bạn An Thuyên, bạn Khôi Nguyên Bạn Minh Quang, bạn Khánh Di nè Bạn Hải An và uh, rất nhiều bạn luôn nha đó, Rất 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 nhiều bạn luôn Minh uh, Hiền nè Vân Vân nè Câu số 23 các bạn Câu số 23 Thì máy bay bị trì hoãn Và khách sạn thì kinh khủng Nhưng gì đó các bạn Chúng tôi vẫn có thời gian rất là tốt luôn Thì ý Cái câu số 23 này người ta muốn nói với các bạn rằng chuyện a thì kinh khủng nhưng bất chấp cái chuyện đó thì chúng tôi vẫn có một cái ngày nghỉ rất là tốt các bạn máy bay bị trì hoãn và khách sạn thì dơ bẩn thiểu tùm lum hết nhưng bất chấp cái chuyện này chúng tôi vẫn có một ngày nghỉ tốt vì thì cái chữ nào trong đây mang ý nghĩa là bất chấp cái chuyện đó các bạn thầy xin chúc mừng bạn nào à, chọn cho thầy chữ này à, các bạn nha rồi, đây các bạn. Thì ở trong câu số 23 đó, ở các bạn có cái từ by the same token. Ở đây là một cái idiom các bạn. Nó mang ý nghĩa là vì lẽ ấy hoặc là uh, tương tự các bạn nha. Vì lẽ ấy hoặc là tương tự. Uh, chữ này là trái lại thì các bạn biết rồi. Uh, còn câu C thì chúng ta không nói thế này. Ở đây bạn chọn thầy câu D. Bởi vì câu D các bạn nó tương tự như là in spite of. Nó bằng nghĩa với in spite of các bạn nhá. Câu 23 các bạn chọn thì câu D. Đây chính là in spite of. Các bạn nhá. Mình sẽ qua câu số 24 các bạn nhá. Câu 24 nè. Thì bởi vì ở cái sự tiến bộ về công nghệ nhanh chóng thì máy tính cái mà được làm ngày hôm nay sẽ gì đó các bạn trong 5 năm. Thì một số bạn uh, quan sát thấy câu A nè làm tốt hơn À, câu b là tiệt chủng câu c là về hưu còn câu d là lỗi thời thì mình chọn câu d các bạn ha ở à, đơn giản rằng nó hợp nghĩa nhất các bạn nó hợp nghĩa nhất mình chọn câu d ở à, các bạn nhé lỗi thời trong 5 năm tới thầy sẽ qua câu số 25 các bạn nè câu 25 thì trong câu số 25 á các bạn ở à, các bạn có một cái một cái một cái collocation các bạn nha. Thầy xin chúc mừng bạn nào biết được cái câu location này ở các bạn nè. Thì cái co-location này các bạn uh, nó bằng với uh, wood nè. Radar các bạn. Đó. Và nó cũng bằng với uh, wood sooner nè. Rồi. Xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy cái câu này nha. Đây các bạn. Xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy cái câu này. Thì câu số 25 ở đây bạn tra từ điển cái thầy á thì đây chính là cái collocation nè uh, ở would just at thì bạn thấy rằng người ta dùng là would just at soon là câu a các bạn có nghĩa rằng tôi thích có một buổi ăn yên tĩnh yên lặng ở nhà như cũng như là ăn ở ngoài à, các bạn nha đó à, tóm lại rằng đây chính là cái collocation chọn thầy câu a các bạn nhé nó bằng với wood radar bằng với wood sooner các bạn nha câu số 26 các bạn nè câu số 26 các bạn nha. thì ở trong câu số 26 các bạn thì ở đây bạn lại có một cái collocation nữa các bạn một cái collocation thầy xin chúc mừng bạn nào mà chọn cái collocation này nhá thì anh ấy be in cái gì đó các bạn à, từ khi anh ta bị kết án là hối lộ. Hối lộ. Thì chúng ta không nói be in shame các bạn. À, chúng ta không nói be in shame các bạn. Bạn hay nghe ta nói là watch a shame ví dụ như vậy. Ta không nói be in shame. Còn cái chữ này nè. Người ta cũng chả nói là be in disrepute. Người ta nói là fall into disrepute. Các bạn nha. Fall into disrepute. Có nghĩa rằng à, mất đi cái tiếng tâm vân vân nè. Còn bạn có chữ câu C đó. Là khiển trách. Cũng tương tự luôn. Người ta không có dùng cái từ là be in khiển trách ở đây. À, xin chúc mừng bạn nào chọn thầy câu D nè. À, chúng ta có be in a disgrace. Có nghĩa rằng anh ấy đã bị ô nhục, sỉ nhục. Anh ấy đã bị à, mất hết uy tín danh dự. Từ khi anh ta bị kết án, nhận hối lộ. Các bạn nha. Ở đây, chọn thầy câu này. À, các bạn nha. Rồi. Chúng ta sẽ qua câu này. Rồi, ờ, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nhé. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nè. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Câu số 27 nha. Câu 27 các bạn. Thì ở trong câu số 27 này, ở đây người ta kiểm tra các bạn á, là cách sử dụng của những uh, 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 cái từ gọi là cái riêng các bạn. Bạn nào mà uh, tham dự cái kỳ thi này đó, bạn hãy tham khảo cái đề thi của Olympic 30 tháng 4 đó. Nó hay các bạn Bởi vì nó có nhiều câu như thế này Thì ở đây bạn có A à, outside các bạn Là cái phần phía bên ngoài Các bạn nha, outside là bên ngoài Thầy dịch nè Anh ấy rõ ràng rất là hồi hộp Anh ấy đang ngồi Ngay trên cái gì đó Của cái ghế của anh ta Thì ở trong ở Cái câu này các bạn Xin chúc mừng bạn nào mà Uh, hiểu được, biết được cái collocation uh, này, các bạn nhé. thì bạn nào mà quan sát, á, bạn thấy cái từ tip các bạn, nó nhiều nghĩa các bạn. Uh, nó chính là cái uh, một cái mỏm đất nè, một cái mỏm đất nhô ra nè ở một cái vùng ở uh, xa xôi, ở các bạn nhé vùng xa xôi hoặc cái gì đó mà dài, ốm, các bạn nha thầy ví dụ như là À, cái ngón chân cái lỗ mũi nè hoặc là giải đất còn bạn có chữ border đó à, thông thường là cái gì đó nó dẹp à, như là biên giới nè hoặc là border của một cái khăn một cái mền ví dụ như vậy bạn nha còn ở trong đây á là cái ghế các bạn chọn thầy cô B nè đó anh ta rất là lo lắng anh ta đang ngồi à, cái rìa của cái cái ghế của mình thể hiện sự thiếu à, chắc chắn thiếu tự tin ở à, các bạn nha chọn thầy câu B bởi vì ở đây chính là cái ghế Các bạn nha Đó, mỗi chữ nó có cái vị trí khác nhau à, Chúng ta sẽ qua Câu số 28 các bạn nè Thì trong câu số 28 Người ta đang kiểm tra các bạn á Cái cô location này nè Ờ, uh, row Gì đó các bạn Thì cái từ row ở đây các bạn Row ở đây không phải là là Dòng ở trong Word, Excel Mà chính là Cái sự bực bội, bực tức các bạn Họ có một cái gì đó râu kinh khủng Ai sẽ làm công việc nhà Thầy xin chúc mừng bạn nào Chọn được cái Preposition cho cái từ râu này nè à, Chính là câu C các bạn nha Đó, chính là câu C nè Chúc mừng, quá trời bạn luôn nha Cực kỳ xuất sắc nha Chọn câu C, chữ over Ở các bạn nha Tiếp các bạn, câu số 29 các bạn nha Câu số 29 Thì cái việc mà Thiếu hụt mưa sớm trong mùa các bạn có ý nghĩa rằng cái cánh đồng những cánh đồng này cái gì đó những vụ mùa yếu kém rõ ràng bạn sẽ cần điền một cái chữ mang ý nghĩa là à, tạo ra vụ mùa yếu kém tạo ra vụ mùa yếu kém thì ở trong bốn à, câu của chúng ta các bạn à, chữ này đầu hàng nè tạo ra nè à, chữ này cũng sơ phờ rồi gặp phải những cái chuyện rất là khó khăn à, nhưng mà các bạn khi bạn thấy cái cánh đồng và bạn thấy những cái vụ mùa vụ mùa vụ mùa vụ mùa các bạn thì bạn chọn thầy câu câu c các bạn nha chữ này nó dành cho cái việc là tạo ra một cái vụ mùa hoặc là tạo ra năng suất kém các bạn nha và bạn thấy rằng à, những chữ này khác của chúng ta nó không hợp nghĩa dù cho nó hợp nghĩa, nhưng mà tạo ra điện, uh, chứ không phải tạo ra cái vụ mùa, uh, các bạn nha. Rồi, vâng vâng. Câu số 30 các bạn, câu số 30. Thì ở trong câu số 30 này, ở đây bạn có những đề xuất hòa bình mới. Những lời đề nghị hòa bình mới. Thì cái gì đó các bạn, ở cái hội nghị Trung Đông gần đây, thì người ta đang kiểm tra các bạn về cái ở cái praise of verb các bạn nha. Thì bạn thấy rằng ở câu 30 á, câu A các bạn, ở đây chính là khoe khoang khoác lót các bạn nha. Còn bạn câu B đó. Thì đây chính là thể hiện quan điểm nói to trước công chúng các bạn, thể hiện quan điểm trước công chúng nói to ra. Còn bạn có từ make up nè, nhiều nghĩa lắm các bạn, bịa chuyện nè. Ờ vân vân nha. Rồi, còn ở câu C các bạn, ở đây bạn có cái từ put forward, có nghĩa rằng được đề xuất. Thì những cái lời đề nghị về hòa bình đã được đề xuất ở hội nghị Trung Đông gần đây. Tóm lại câu C nó hợp nghĩa bởi vì nó mang ý nghĩa là đề xuất. Và câu chúng ta là câu bị động ở các bạn nha. Thì chúng ta đã xong cái phần ngữ pháp của đề thi học sinh giỏi quốc gia năm 2007 các bạn nha thầy cảm ơn các bạn đã theo dõi rất là nhiều luôn rồi bây giờ thầy sẽ chuyển sang phần khác nha